Như chúng tôi đã thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, sáng nay, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông. Các đồng chí lãnh đạo ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân và động viên nạn nhân yên tâm điều trị, đồng thời đề nghị đội ngũ y bác sĩ huy động nhân vật lực chăm sóc điều trị cho các nạn nhân, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân, đơn vị liên quan phối hợp nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, xe khách 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát Đắk Lắk 47F00088, trên xe chở 28 người, trong đó có 24 hành khách đang lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - Túy Loan đến địa bàn xã Hương Phủ, huyện Nam Đông thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời điểm đó mưa to, xe đang đổ dốc do phanh gấp nên xe bị lật vào vách núi, đầu xe quay ngược lại với hướng di chuyển. Hậu quả làm một người chết, 19 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng đã được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 16 người khác đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Nam Đông theo dõi điều trị.